Này thiện hiện, thế nào là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, như thật biết sự sanh của hành? Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, như thật biết hành không từ đâu đến, không đi về đâu, tuy không đến không đi, nhưng tương ưng với pháp sanh, thì này thiện hiện, đó gọi là như thật biết sự sanh của hành. Này thiện hiện, thế nào là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, như thật biết sự diệt của hành? Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, như thật biết hành không từ đâu đến, không đi về đâu, tuy không đến không đi, nhưng tương ưng với pháp diệt, thì này thiện hiện, đó gọi là như thật biết sự diệt của hành. Này thiện hiện, thế nào là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, như thật biết chân như của hành? Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, như thật biết chân như của hành, không sanh không diệt, không đến không đi, không nhiễm không tịnh, không tăng không giảm, tánh của nó thường như, chẳng hư vọng, chẳng đổi khác, nên gọi là chân như, thì này thiện hiện, đó gọi là như thật biết chân như của hành. Này thiện hiện, thế nào là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, như thật biết thức? Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, như thật biết tướng của thức, như thật biết sự sanh của thức, như thật biết sự diệt của thức, như thật biết chân như của thức, thì như vậy gọi là như thật biết thức. Này thiện hiện, thế nào là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, như thật biết tướng của thức? Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, như thật biết thức giống như trò huyễn, do các duyên hòa hợp giả an lập là có, thật chẳng thể nắm bắt được, giống như nhà ảo thuật, hoặc đệ tử của ông ở ngã tư đường biến hóa làm bốn loại quân đính, đó là quân voi, quân ngựa, quân xe, quân bộ, hoặc lại biến hóa làm các hình sắc khác. Tướng tuy như có, nhưng kỳ thực là không. Thức cũng như thế, thật chẳng thể nắm bắt được, thì này thiện hiện, đó gọi là như thật biết tướng của thức. Này thiện hiện, thế nào là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, như thật biết sự sanh của thức? Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, như thật biết sự sanh của thức, không từ đâu đến, không đi về đâu, tuy không đến không đi, nhưng tương ưng với pháp sanh, thì này thiện hiện, đó gọi là như thật biết sự sanh của thức. Này thiện hiện, thế nào là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, như thật biết sự diệt của thức? Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, như thật biết sự diệt của thức, không từ đâu đến, không đi về đâu, tuy không đến không đi, nhưng tương ưng với pháp diệt, thì này thiện hiện, đó gọi là như thật biết sự diệt của thức.